bây giờ làm tamarind candy. This one is tamarind candy. Sandra, she really loves this one. She always make it. The sugar and the tamarind smack that, was it? More sugar, I think. Bây giờ bà xã làm món khoái khẩu của bà xã là gạo me. Còn cái xí muội nữa, nhưng mà ở đây không có xí muội. Thôi để dành thì mai mốt tôi về Việt Nam mua xí muội cho bà xã làm. Ok. Roll it small and let's see. Roll it now. A big girl, a bit too small, man. I need big. I like big. Yeah, big. Put the oil in your hand, so make it easier. Okay. Okay. More sugar, I think. Let's stick to the first one. Right? With sugar, with sweet. But a diabetic stick, the tamarind is very good for diabetic stick, but the fruit is good for diabetic stick. Oh, this what the fish is that? Tapila. You fry it up and you simmer with pineapple. Yes. Oh, and garlic. Yes. And honey. Right. And tamarind. So this look very good. We have fish, right? We have big huge one. Yeah. This one, the sauce, right? Sauce, right. Okay, so you put three hot pepper for me. Yeah, right on. Mushrooms. Leeks. Leeks, okay. Garlic. Shallots. And pineapple still there. And pineapple. And green onion, and tamarind. Okay, sauce, right? Right. Okay. Oh, very good. Look very good. Okay. So now waiting for rice come up. Rice, right? Okay. That tonight. Oh, hôm nay bà xã cho ăn món cá rô phi kho me. Đây các bạn, đây là nước sốt nào. Bà xã làm riêng ra, sauce là có đủ thứ trong đó hết. Chơi luôn ba trái ớt cho mình luôn. Đây là con cá. Này chỉ nửa con cá thôi mà nó bự dần dần luôn. Bự quá xá luôn. Ngon không các bạn? Làm sạch sẽ luôn. Cắt đầu ra hết luôn, không ăn đầu. Đầu cá không nên ăn. Rồi cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày cuối mà một cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc với gia đình. Xin chào các bạn. Okay, today Lotomax, 103 millions. It's very high up in Canada, before or now, never before. So now we have to play, hopefully we win something tonight. Oh, yeah. Hôm nay là Lotomax ở bên Canada này á,
là nó tỷ số nó giá tiền nó lên tới 103 triệu đô Canada. Hy vọng sẽ tối nay sẽ trúng một ít 103 triệu, thì chia ra cho tổng số Canada này là 35 triệu. Thì hy vọng tràn trề. Đây là cách chơi số Lotomax là như vậy nè, đó cứ bấm vô là chọn 7 số đó, rồi đưa vô máy là nó in ra cho mình. Đây là số mua. Bữa hôm trước là trúng số đó, bây giờ dùng tiền đó là mua thêm cái này. Hôm nay cái này là sổ tới 103 triệu lận, cho nên là mua 20 đồng, nhưng mà mình mua 4 số, nhưng mà nó cho thêm mình những cái số khác nữa, cứ mỗi 5 đồng á thì là nó cho mình thêm 2 số nữa đó. Thì mình mua đây là khoảng 20 đồng đó, thì nó cho mình khoảng 1 đống luôn đó, mua 20 đồng thôi đó, thì nó sẽ cho mình 1 đống luôn đó. Thì hy vọng sẽ trúng số trong đây thì cũng được.